chào mừng các bạn trở lại với channel Top Z Day. Hôm nay chúng ta có gì nào đồng nghiệp? Và hôm nay chúng ta sẽ xem những bức ảnh gây hiểu lầm. Khi mình nhìn vô thì chúng ta sẽ tưởng là một bức ảnh khác, nhưng mình kỹ thì nó sẽ là một bức ảnh khác. Nhưng mà nếu nhìn kỹ lần nữa là nó sẽ khác đó các bạn. Chính xác là hôm nay chúng ta sẽ có một cái clip nói về những bức ảnh bị gây hiểu lầm khi mà mình nhìn vô lần đầu tiên á, thì mình sẽ thấy nó như vậy. Nhưng mà thật ra nó không phải là như vậy như vậy. Nghe thì là có vẻ là vô lý nhưng mà thật ra là rất có lý. Ok, let's go. Hình ảnh đầu tiên của chúng ta hôm nay có gì? Một con chó. Nó như bị cắt. Con chó nó bị cắt ra cái màu lông của nó trùng với màu thảm ảo. Nhìn cứ tưởng màn hình đúng không các bạn? Ảo vậy. Hầu như con chó nó bị lé. Cái mắt nó bị lát. Không, mắt bên này là nó bị lát. Bên trái là nó nhìn nó bên trái, bên phải nhìn nó bên phải luôn. Nó nhìn creepy ha. Nhìn sợ ha. Kiểu tấm này mà kiểu ban đêm coi trước khi đi ngủ giấc cũng có giấc mơ đẹp á. Mày creepy thiệt. Cái này để mình để cái hình trắng đen đây. Để zoom lên coi. Đó. Để zoom lên. Đúng không? Creepy. Là không, là từ là cái đầu của cái con này, cái đầu người này là màu hồng nè, ở bên trái. Ủa, là màu vậy, hồng nè. Vậy là cái con áo trắng là cái đầu của nó nó bị vậy hả? Mẹ con cười má ghê thiệt. Ghê thiệt, tấm này ghê nè. Creepy lắm. Tấm này mà treo xuống bồn cầu mà mỗi lần đi ỉa là khỏi dám ỉa luôn các bạn. Khỏi dám ỉa luôn. Ông ở sau chấm nạnh còn mặt này cũng tếu nữa. mặt này nó kiểu nó đứng để tay ở sau á. Phải nói rồi này. Này là Mario này hài chứ hiểu làm gì. Này là Pokemon Mario nha các bạn. Này là Pokemon Mario chắc chắn rồi. Này là 18 cộng nha các bạn, nhưng mà thật ra nó không phải đâu. Cái này là hai cái cụ chó, lúc nãy mình cũng bị lừa rồi. Nhưng mà sao cụ chó lại màu đỏ rồi? Này là này là 18 cộng nha. Không, nhìn thiệt. mặt nhìn mặt cũng tưởng là... tượng 18 cộng thiệt. Nhìn thương không, diễn viên nhìn kiểu creepy nữa. Diễn viên bone hấp thiệt. Mấy cái này mà kiểu để hình trắng đen á. Đúng. Nghĩ nhìn nó hơi ghê á. Nhìn cứ nghĩ creepy biết gì. Không, nhìn ra mà. Ness. Nó đâu bị. Mình tưởng lúc đầu tưởng bị khóa. Tưởng bị khóa tay. Một phòng. Graffiti in your next stop could be fail. Fail. Oh wow. Này 18 cộng nha các bạn. Nhưng mà không phải đâu. Này là cái đầu chó nè. Cái cùi chó nè. Nói chụp hình vãi. Ảo vãi. Ô đù. Đây như là cái ghế à, tưởng ghế bị gãy nhưng mà hóa ra là mèo đen dữ. Không hay. I thought the chair was này broken. Mà lấy mấy điện thoại mà có app chỉnh sửa rồi là chụp mèo hình một cái. Vãi đó. Ô, này càng ảo hơn nữa. Tưởng bốn hình ghép lại nè. Đúng không? Bốn hình. Thật ra có một hình rồi. Quỷ chụp hay chứ. Ảo quá. Rồi đôi lâu lai. Cái cửa này là biết mệt nè. Nên nó biết nghiêng. Nhưng mà thật ra nó nằm ở trong cái ngôi nhà nghiêng nha các bạn. Nhìn cửa sổ nó cũng nghiêng nè. Kiểu giống trong giống Harry Potter á. Mấy cửa hàng của Harry Potter. Này là nhà nghiêng. Còn này. Ôm nhỏ bên cạnh. Ôm nhỏ bên cạnh. Mày cứ tưởng là chụp căng vậy. Cái hình này căng nè, để coi thứ gì. Lại có nghĩa là con nhỏ này nó được ôm phía bên cạnh tay phải của thằng này. Thằng này nó đấy. Chứ không phải là kiểu mình cứ tưởng là con này nó đang vác cái thằng này, nhưng mà có cái chân của con nhỏ. Não à. Ảo vãi. Bên phía bên kia. Ô, mất cái đầu rồi. Không, cái này là cái tấm gương.
nó là cái giải phân cách, nhưng mà nó là một cái tấm gương để chứ ngăn cái hai cái bàn với nhau. Tấm gương nó phản chiếu cái bàn không thấy người á. Là tấm gương gì quát. Cái chân của ông đâu? À, chân ở để sau cái bàn này. Chân để sau cái bàn này. Kiểu cái màu áo. Cái màu áo trùng hợp với lại cái quần nên mới bị nhìn lộ vãi. Ảo. Cho một like. Click click. Để bỏ like. Oh shit. Này là Bonhub nè. Này phải 18 cộng. Này 18 cộng không? Không. Ờ, cái đùi của bà, cái đùi của bà bên phải đó, qua bên này. Oh shit, cái này cũng bôn hốp luôn nè. Này 18 cộng nha các bạn, này là 18 cộng nè. Này ảo thứ, ảo vãi. Thật ra là tay của thằng nhóc chụp hình. Nhìn vô lúc đi qua, đang vung cái tay lên là bị chụp lại à. Nhìn lại cứ tưởng con sà cu không. Đồ. Cháu chỉ hình cho mang súng nè. Ba cái stun mà kiểu này chắc chết. Căng à. Cứ tưởng là cầm súng thiệt cái chứ. Hiện chi mặc cái ông áo xám ông bị méo méo á. Phỏng vấn cùng AK-47. Ồ. Là ra cái cờ luôn. Không. Cái bóng ghi cờ. Cái bóng ghi cờ. Ảo à. Nhìn cứ tưởng là đang bay trên không. Kiểu Aladdin là tấm thảm thần á. Ồ. Hay. La. Ồ. Má tay nhìn cứ nhìn lướt qua nè. Là tưởng là tay là đầy lông lá luôn, cơ bắp cỡ này luôn à. Mà không phải, này là chân của cái thằng đang nằm chung với hai người con gái này. Còn cái này. À. Cái tay. Không phải tay to nhưng mà tay của ông bố. Tay của ông bố. Cái áo nó dài nó che mất cái tay của ông nhỏ. Ồ. Tay ông bố nó thò ra. Đây là gì đây? Cái gì đây? À, người con nhỏ này nó lòi cái bắp đùi ra nè, còn cái người của thằng này à. Chứ không phải là người của cái con này, nó nên nó đang mặc quần jean. À, nãy em tưởng nó mặc quần jean. Bị lộn biết hả? Bởi vậy mới nói là nhìn vô lý nhưng mà vẫn có lý thôi. Đây là gì? Ơ đồ, hay. Hình như là chui từ cái quần chui ra. Ồ, hay. Nè. Này là cố tình chụp rồi. Cái này cố tình chụp. Tạo ảo giác. Này hay. Good. Này có gì? Con chim. Con mèo. Con chim hay con mèo? Con mèo. Con... Nhìn giống quẹ ha. Quẹ thiệt, nhìn giống quẹ thiệt. Thôi là con mèo. Má ảo. Ảo phải nồi. Ồ, này là cái gì? Như một đường hầm bình thường thôi, nhưng mà nó nằm là nó đang nằm ở dưới sàn. Rồi cái thằng chụp là nó ngược cái máy quay lại. Để ngược. Quỷ đứng góc cứ tưởng là... Nó nằm á, chắc có lẽ đang nằm á. Má ảo quá. Ủa, mất chân rồi. À lúc mà nó diễu hành nó đá lên. Nó diễu hành nó đá lên. Đúng rồi. Mà cứ tưởng bị cục chân mới ác chứ. Này là cái gì? Ảo. Hình ảnh trong rất kinh dị nhưng mà chẳng gì đâu. Ngủ cái tay để như nè. Đúng rồi. Tay để vậy. Nhưng mà cái áo chỉ là ấy thôi. Nhìn cứ tưởng là có. Đang trong cái áo thật rồi. Nhìn cũng rippy. Qua tay to. Cứ tưởng là cái cơ bắp to xong rồi bắt đầu mới xong rồi bắt đầu nhỏ lại. Cái tay của con nhỏ là nó thiệt là to. Không phải. Đúng rồi. Nhìn nè. Góc này. Kiểu gì?
Thì nói về cái vấn đề là sau khi xem xong rồi các bạn có bao nhiêu cái hình ảnh bị nhầm lẫn giống như mình. À. Đó. Sau khi các bạn xem clip thì có bao nhiêu bạn đã nhầm lẫn những hình ảnh giống như mình. Nếu có thì hãy comment phía dưới video. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 100 là khá vậy. Ok. Hy vọng các bạn thích. Nhớ like và subscribe kênh của bọn mình nha. Bọn mình luôn luôn ra video hàng tuần. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Say talk.